Đây là một con hồ ly đã tu hành mấy trăm năm. Muốn trở thành người, nó đã được thần cho phép. Chỉ cần trong 1000 năm hút tinh khí của người để biến viên ngọc trong người từ màu đỏ chuyển sang màu xanh lá. Chớp mắt đã đến thế kỷ 21. Thời gian 1000 năm sắp hết nhưng anh ta vẫn chưa khiến viên ngọc đổi màu được. Hôm đó bạn của nữ chính Đan thất tình say rượu, nằm say khướt trên một con xe sang, và chủ của chiếc xe này chính là hồ ly. Đan vừa nhìn chiếc xe biết chắc chắn không đền nổi. Cô vội vàng xin lỗi hồ ly rồi kéo bạn ra khỏi xe, chủ động đề nghị để lại cách thức liên lạc để trả tiền bồi thường. Nhưng hồ ly vừa nhìn đã nhận ra họ là sinh viên, thế là tốt bụng không đòi tiền bồi thường, bảo họ cứ đi đi. Đan nghĩ bụng anh ta chắc chắn là thiên sứ. Sau khi cảm ơn một hồi thì dẫn bạn rời đi. Ai ngờ trong lúc rời đi vô tình bị vấp, hồ ly nhìn thấy lập tức kéo cô lại. Đan không cẩn thận đập tay vào ngực của anh ta, không ngờ cái đập này lại khiến ngọc của anh ta rơi ra. Cứ như vậy, viên ngọc bị rơi vào trong người của Đan. Khi Đan tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đang ở trong nhà hồ ly. Hồ ly nói rõ thân phận của mình với cô. Đan cho rằng anh ta là gã điên, muốn rời đi. Không ngờ hồ ly lại nói bởi vì cô đã nuốt viên ngọc của anh ta để lấy lại, hai người phải sống cùng nhau. Đan không nhịn được nổi giận, thấy cô không tin. Khi tỉnh lại lần nữa, Đan lập tức đạp cửa bỏ chạy. Hồ ly phát hiện cô bỏ chạy thì không hề đuổi theo, mà như đang đợi gì đó. Hôm sau, Đan đi xe buýt đến trường. Một người đàn ông bên cạnh xuống xe không cẩn thận chạm vào người cô. Kết quả viên ngọc trong người đột nhiên xuất hiện bất thường. Đan đem theo cơ thể yếu ớt đến trường. Người bạn của cô nhào đến ôm cổ cô, tác dụng càng thêm kịch liệt, Đan cứ thế ngất đi. Lúc này hồ ly đã cảm nhận được điều bất thường. Anh ta nhận được một cuộc gọi lạ. Gặp nhau mới phát hiện là nữ hồ ly đã quen từ 700 năm trước. Cô ta khoe khoang với anh, 4 năm trước cô ta đã biến thành người. Lúc trước còn là hồ ly có ăn thế nào cũng không béo, bây giờ chỉ ăn có chút thôi là cũng béo. Không chỉ có vậy, lúc còn là hồ ly, dù có sống bao lâu da cũng mịn màng như thường. Bây giờ phải uống thuốc chống lão hóa, bôi kem dưỡng mắt thì mới được đến mức này. Thực ra hai người không phải bạn. Mấy trăm năm trước là cô ta là ăn gan của người khác khiến tin đồn bay xa. Hồ ly không thích cách làm của cô ta nên vô cùng ghét cô ta. Và lần này cô ta đến chủ yếu là sỉ nhục anh ta. Muốn anh ta phải quỳ xuống xin cô cách để làm viên ngọc đổi màu. Hồ ly không chịu được nữa nên bỏ đi thẳng. Ra ngoài vừa hay bắt gặp Đan đến tìm anh ta. Đan hỏi anh ta nguyên nhân bụng mình bị đau. Hồ ly nói với cô là do đàn ông tuổi dần động vào. Đan hỏi anh ta làm sao mới hết đau. Không ngờ anh ta lại bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cô. Vốn Đan không tin nhưng phát hiện cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Hồ ly vừa buông tay ra lại phát hiện viên ngọc trong người cô đã biến thành màu xanh. Để viên ngọc quay trở về với hồ ly, hai người quyết định sống chung. Trước khi chuyển nhà, Đan đặc biệt đến cửa hàng tạp hóa mua xịt hơi cay và dùi cui điện để phòng thân. Cô run rẩy dè dặt đi đến trước nhà hồ ly, phát hiện hồ ly đang đứng trước cửa sổ nhìn về phía cô. Một giây sau lại dịch chuyển đến trước mặt cô. Quê hơn nữa là lúc cô kéo đồ không cẩn thận làm rơi hết chỗ đồ vừa mua xuống đất. Hồ ly nhặt bình xịt cay dưới đất lên. Vì sợ hồ ly nổi giận, Đan chỉ đành cố ý nói đây là quà tặng gặp mặt, lúc đến vội quá chưa kịp gói lại, mong anh sẽ thích. Vốn Đan tưởng rằng sống với hồ ly là một chuyện rất kinh khủng, nguy hiểm. Không ngờ sáng hôm sau cô đã bị mê đắm bởi vẻ đẹp trai của anh hồ ly. Tiếp đó hồ ly mở tủ lạnh ra, bên trong toàn là đồ ăn chuẩn bị cho cô, còn có một ngăn toàn kem. Anh còn đề nghị sẽ đóng tiền học phí cho cô. Hồ ly nói đây chỉ là đền bù cho việc viên ngọc đang ở trong người của Đan. Nhìn số tiền trong tài khoản tăng lên, Đan vô cùng vui vẻ. Lúc này hồ ly nói với cô, anh ta phải đi công tác mấy ngày. Đan không khống chế được sự vui mừng trong lòng. Trước khi đi, đột nhiên hồ ly biến thành một ông già. Hóa ra hồ ly là một tác giả nổi tiếng, thường dùng ngoại hình này xuất hiện trước đám đông. Đan đến trường được các bạn học mời đến quán bar dự tiệc chia tay. Vì có viên ngọc trong người, Đan không dám đến nơi đông người nên đã từ chối. Nhưng các bạn mời quá nhiệt tình, cô chỉ đành đồng ý. Tối đến cô đến quán bar, đột nhiên một người đàn ông lạ mặt khoác vai cô. Cơ thể cô lập tức cảm thấy bất thường, là người tuổi hổ. Cô muốn cố gắng hất tay ra nhưng trong người không có chút sức. Lúc này hồ ly đang ở nước ngoài cũng cảm nhận được bất thường. Anh ta dẫn Đan ra khỏi quán bar, cơ thể yếu ớt của cô không thể nhúc nhích. Chính vào lúc này hồ ly xuất hiện,